大家好，我是阿姨，在越南。今天家里洗衣机坏掉了，而且越南这几天赶上了连雨天气。茉莉妹妹确实很勤劳，她说被雨淋湿的衣服就要重新洗一下，这样就不会有潮湿的味道。而我另外一个越南妹妹依旧还在投入她的舞蹈学习中。之前发过小美学习跳舞的视频，本身我是不支持的，但是现在改变了我自己的观点，因为老铁想让小美坚持追求自己热爱的舞蹈。小美，哎，干嘛呢？我学会这一个舞蹈动作就回去干活了，不要说我好不好？我也没想说你呀，以后我会支持你自学舞蹈的。哇 ，sao？ 为什么 trước đây bạn đột nhiên thay đổi nhanh chóng như vậy？ Mỗi khi nhìn thấy tôi nhảy, bạn sẽ rất tức giận。那不是以前吗？现在不是现在吗？你不是说我要懂生活、懂艺术吗？你叫谁叔叔呢？我有那么老吗？那你都学了这么多天了，有啥舞蹈跳一段让老铁评价一下，看看好不好看？OK。Nếu tôi nhảy giỏi thì tôi sẽ được thưởng gì？ 如果老铁说我跳得好，有什么奖励？就知道要奖励。又在跟我提要求是不是？bạn chỉ thiên vị tôi và đang phớt lờ tôi。你就是偏心和不理你了。我咋偏心了？Ngày trước bạn nói với Molly rằng nếu bạn nói tiếng Trung tốt bạn sẽ mua cho cô ấy một con bê. 前几天你跟茉莉说中文说得好，就给她买布娃娃。她说的中文还没有好，所以到现在还没买呢。cô ấy chưa đồng ý nên chưa mua. Đó là thiên vị, đó là sự thiên vị.那这样你跳一段，如果跳得好，明天去商场带你们两个公平的一人买一个。这会 OK 了吗？这会 OK 了吗？tôi biết sếp của tôi là số một thế giới。我就知道我的老板是天下最好的老板了。哎呀，我的天哪，又要占我便宜啊！Ôi trời ơi, bạn lại lợi dụng tôi rồi. Tiếp theo, Tiểu Mỹ sẽ múa cho anh một điệu hay, hãy nhớ vỗ tay nhé. 老板，接下来小美为你献上一段舞蹈，好看，记得掌声响起来。一天天的，就你话多。还整不整？不整我走了。bạn là người duy nhất nói quá nhiều mỗi ngày, nếu bạn không sửa lỗi cho tôi, 我走了。tôi sẽ rời đi。我走了。哎， tôi sẽ sửa nó ngay。别立马， sorry, 我就整。OK。OK。整一段看一看来。阿英。Thank you.
đồng với cách tôi biểu diễn điệu nhảy này không? Lão bản, 我这段舞蹈跳的怎么样？满意吗？满意不满意？老铁说的算。我确实有些看不懂你这舞蹈。hài lòng hay không hài lòng? Lão thiết có tiếng nói cuối cùng. Tôi thực sự không hiểu bạn đang nhảy kiểu gì.Ông già, ông có thể cho tôi biết tôi muốn một con búp bê bằng vải vụn. Lao thì à? Anh 就不能不嘚瑟的说话吗？非得嘚瑟嘚瑟说话你就得劲儿？不嘚瑟说不了话吗？你瞅你那出。你这布娃娃要的我确实有点发麻，你就不会好好说话正常点吗？我发现你是有点卖鼻孔啊。Tôi không quan tâm đến bạn. Hân不理你了。不理我，我去找茉莉去。目前在越南生活的状况，舞蹈呢也欣赏完了，接下来呢去找茉莉，看她衣服洗完了没有，看她今天洗的衣服比较多，所以我打算呢帮帮她忙。小美呢年龄小，家务活呢没有像茉莉干的这么熟能生巧。但是不能把家庭所有的这个家务活都让茉莉一个人扛，作为一个老爷们儿必须呢要搭把手。茉莉啊，还没洗完呢。电话电话电话啊。 OK OK， 那内衣我自己洗就可以了，不需要你的内衣，我自己安逸可以的。你这样我害羞羞羞。衣服还没洗完呢，要不我帮你吧，你歇会儿。quần áo vẫn chưa được giặt, tôi giúp bạn nghỉ ngơi nhé. Không sao đâu, lát nữa tôi xong nếu tôi không mệt. 没事，我不累，一会就完事了。那你想喝什么饮料？我去给你拿。Tôi không khát, đợi tôi giặt xong quần áo, hãy cùng tôi đi xem đất. 我不可等下我洗完衣服，跟我去看地吧。看地？嗯。看什么地呢？nơi để tìm。Lần trước anh nói không phải thuê một mảnh đất để chúng ta tự trồng rau sao? 上次你不是说要租块的咱们自己种菜吗？哦。嗯，是的，没想到你还记着这件事呢。Sau khi về đến nhà, tôi nói với bố mẹ rằng việc trồng đất cho các anh không có vấn đề gì, nhưng nó quá xa và sẽ bất tiện khi quản lý. 我回家之后就跟爸爸妈妈说了，那给你种稻是没问题，就是太远了，这样不方便管理。叔叔阿姨说的也是很有道理啊。những gì chú và dì nói cũng rất có lý。vì vậy tôi đã nhờ bố mẹ tìm hiểu một người bạn tốt của bố tôi sống gần đó。所以我让爸爸妈妈打听了一下，我爸爸一个很好的朋友住在这附近。哦。嗯。那这么说，这事儿有眉目了。sau đó có một số manh mối cho vấn đề này。có bạn của bố tôi đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng quyền đất giặt giũ xong, tôi có thể đi xem và không cần thuê nhà。是的，爸爸的朋友同意把的给我们使用权。所以我洗完衣服可以去看地了，而且不需要租金。哇。嗯。我的天哪，还有这好事儿。
太棒了，那我们终于可以拥有属于我们自己的田园生活了。Cuối cùng chúng ta cũng có thể có được cuộc sống mục vụ của riêng mình. Bằng bằng tạ. Nhìn anh hạnh phúc quá, anh hạnh phúc, em thấy rất hạnh phúc. Khán bá nhì khai xin đà. Khán đào nhì khai xin đà yàng zi, wǒ hěn gāo xìng. Dàn sì mè lì, wǒ shì zhōng guò rén, bù huì miǎn fèi shí yōng bě rén jiā de dì. Án zhào shì chǎng jiā jiù xìng. Nhưng Jasmine...Tôi là người Trung Quốc và sẽ không sử dụng đất của người khác miễn phí mà chỉ trả theo giá thị trường. Việc ưu ái này là việc của tôi và không liên quan gì đến bạn. Đừng lúc nào cũng nghĩ nhiều như vậy. Cái nhân tình là của tôi, sự, với bạn không có quan hệ, bạn đừng luôn luôn nghĩ nhiều. Được, vậy thì nghe bạn. Tùy bạn.Khi rau chúng tôi trồng trưởng thành, chú, tôi và gia đình sẽ ăn bất cứ thứ gì họ muốn. Đến giả mến trồng xa đá cài trồng sú chứ hộ, rau của đá sú sú gia lì rến xuyên biện chứ chứ hộ. Ok. Good. Nên tôi mình 2 người một chí xí. Tôi có xí phơ bù chí đại lạ, xin gắn dịnh chú khăn đi. Rồi hai đứa cùng nhau tắm rửa, em háo hức quá.OK OK 等我啊、等修我们呢刚出门，刚在我家附近呢找到了一个超市，等会儿呢我们去到超市里面选一些礼品带上。Go！ 才到超市里面，我们准备买一桶油，另外呢我们再拿一袋米作为见面礼。等我们见到地主之后谈好了，后续咱们再根据当地土地出租价格给他找回来。茉莉，黄牛顶。买单。阿金，猪。猪。啊。对，那你 C 位。今天你是主场，我们现在已经到这个叔叔家了啊。猪，bữa nay con dẫn đây là người Trung Quốc。xin chào chú。con gửi chú nha。dạ, bây giờ tụi con ra coi đất được không chú? dạ dạ。đi, go。go。go。dạ dạ。OK。OK。OK。go。哇，叔叔家这个地方环境太好了。kiểu như là vài bữa nữa tụi con lại đây trồng được không chú? Trồng cái luống này nè, cái luống trống này nè. Được. Dạ. Mà thường chú trồng gì chú? Chú trồng quế, rau thơm, rồi các loại rau ăn sống á, cần. À. Anh Vin. Hey.阿金 là vùng đất này bạn có thể xem qua được không? 阿金就是这块地，你看看行吗？太可以了，你跟叔叔说声真的十分感谢。Điều đó thật tuyệt vời. Bạn có thể nói với chú của mình rằng bạn thực sự đánh giá cao điều đó. À.Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ chỗ này đến nơi kia, tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn cho chúng ta. Từ đây đến đó tất cả đều có sẵn c
nhiều quá, tuyệt vời quá. Bạn không thích sống cuộc sống ở nông thôn phải không? Phải làm việc đồng áng quá nhiều nên sẽ khiến bạn mệt mỏi trong tương lai. 你不是喜欢田园生活吗？以后太多农活会很累的。嗯。有田地，而且有你们，而且呢，我身边还有兄弟，这是我梦寐以求的生活。即使很累，我都是幸福的。Tôi có ruộng, có em, có anh em bên cạnh đây là cuộc sống mà tôi hằng mơ ước. Dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn luôn hạnh phúc. Cảm ơn em đã cho tôi có được cuộc sống như vậy. Không có gì đâu, Ain. 没什么。谢谢你为了我做了这么多，感谢你的爸爸，感谢这位叔叔。感恩 bạn đã làm rất nhiều điều cho tôi, cảm ơn cha của bạn và cảm ơn bạn vì chú này.